Dạ, kính chào cô chú bác, anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam ha. Thì hiện tại mình cũng có quay clip một số cái hình ảnh về cái hiện trạng cái cây núi cây thuốc ở trên núi mình trồng thì tới cái mùa khô hạn thì nó bị chết, nó bị héo rất là đáng tiếc ha. Tại vì mình cũng có cái mong muốn và cái tham vọng là để trồng để bảo tồn những vị thuốc quý ở trên núi. Thì mời quý vị theo chân mình để ghi nhận ha. Thì cái khó khăn của cái cây thuốc ở vùng núi khi mà tới tháng hạn này thì nó sẽ như thế nào ha, mời quý vị theo chân mình rồi để mà tính tới cái phương án bảo tồn và có cái nguồn nước để tưới cho cái cây thuốc. Thì để mà có được cái sự chung tay đồng hành của các cái mạnh thường quân và nhà hảo tâm, mời quý vị theo chân mình nha. Ở đây xe toàn Mỹ giao hai cái bồn nữa vậy của cô Hoàng ở chợ mới. Cái bồn nằm nhìn cũng bự quá ha, có chân luôn, hai cái chân. Cái này là của cô Hoàng ở chợ mới. Dạ, cả nhà toàn Mỹ đã giao xong cho mình hai cái bồn ha, mỗi cái là hai khối. Thì đây là cái phần tài trợ của cô Hoàng ha. Tổng cái giá trị của hai cái bồn này là 13.160.000. Cô Hoàng là chuyển cho mình là 15 triệu, dư là 1.6 triệu nữa. Thì cổ nói cái số dư đó là để hỗ trợ anh em với chi phí lắp đặt cái bồn này đem lên trên núi. Mình sẽ tính cách để đem cái bồn lên núi ha, để trữ nước lại để tưới thuốc cái mùa hạn đó. Khi mà cái hạn mà cực điểm là tới cái giai đoạn mà cuối mấy tháng mấy ngày tháng hạn đó thì nước sẽ không có còn, để mà tưới những cái dây thuốc thì nó không cầm cự được, nó chết ở giai đoạn đó ha. Giống như hiện nay nè, mới có 3 đám mưa thôi, nhưng mà trước 3 đám mưa thì khoảng 10 ngày là mấy cây thuốc nó chết muốn hết. Cho nên là hiểu được cái vấn đề này thì cổ cũng chia sẻ với mình và chia sẻ cái khó khăn với nhà thuốc. Cũng hùng phước hai cái bồn, giá trị tiền là 15 triệu nha. Thì nhờ mua ở ngay gốc tại công ty, thành ra giá nó rẻ hơn, nó có 6 triệu mấy à. Còn cái bồn này mình hỏi ở khu vực nhà bàn là một cái vậy là 8 triệu mấy. Một cái 8 triệu mấy là hai cái là phải 10, gần 17 triệu. Thì mua tại gốc ở Long Xuyên thì nó rẻ hơn nhiều ha, nó rẻ hơn mỗi cái gần 2 triệu bạc. Xe nó chở nó giao tới nơi luôn. Dạ, cả nhà nhận được hai cái bồn của cô Mỹ hỗ trợ, để mà đem lên trên đất núi ở trên Bạch Dân để mà dự trữ nước mùa hạn ha. Hiện tại thì trên đó mình cũng xây được cái bồn 6 khối, dưới ở dưới chòi mình cũng có để cái bồn là 4 khối, nhưng mà cái lượng nước tưới vẫn không đủ. Tại vì tới tháng hạn nắng nó rất là gay gắt, cho nên là trồng những cái cây thuốc thì đầu và giữa cái thời kỳ hạn thì mình còn đủ nước, nhưng mà tới cái giai đoạn mà gần cuối, cái tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì mình không có đủ nước tưới những cái cây thuốc. Thì những cây thuốc nó còn non yếu, nó không có đủ sức để nó sống. Cho nên là cái việc mà lên núi mà có được những cái bồn này, mình đem lên mình lắp ráp ở trên đó xong rồi á, là tới mình an ninh được cái nguồn thuốc vào những cái mùa hạn, thì cái công việc này nó rất là ý nghĩa ha. Sau này thuốc mà mình trồng mà nó sống, nó sinh sôi phát triển được, để cho thế hệ sau có thuốc để mà dùng, có mẫu đó mà nghiên cứu và học hỏi, thì cái công đức của cô Hoàng này cũng rất là lớn. Mình chỉ có lòng có sức thôi, nhưng mà không có được cái sự hỗ trợ này thì sẽ không có được cái chuỗi mà cây thuốc có thể tồn tại.
không không nó không tồn tại được nếu nếu như không có những cái chợ viên hữu ích này. Cho nên là ở đây Vũ xin đại diện nhà thuốc rất là tán thán cái công đức của cô Hoàng đã hoan hỷ hỗ trợ ha. Không phải là cổ dư giả gì nhưng mà hiểu được cái nỗi khó khăn, cái niềm trăn trở của Vũ, thì hy vọng ở tương lai thì Vũ có được nhiều cái quỹ đất của những cái nhà hảo tâm và mạnh thường quân cho mượn, và được những cái sự trợ duyên như thế này trong những cái phần đời còn lại, thì Vũ sẽ cố gắng là sưu tầm thật là nhiều những cái cây giống thuốc quý hiếm về trồng bảo tồn trong cái khu vực vùng bảy núi của mình, kể cả núi Dài Năm Giếng, kể cả núi Két, kể cả núi Cấm nha, để mà mình có được những cái quỹ đất, mà làm sao cái quỹ đất đó nó được bền vững. Thì những cây thuốc lâu năm là trồng 2 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, hay là để mãi mãi để mà làm cái nguồn thuốc đó cho thế hệ sau để mà dùng, thì hy vọng là được sự đồng cảm chung tay góp sức của các nhà hảo tâm có cái tiềm lực về kinh tế, có cái tấm lòng phước thiện, cùng chung tay với Vũ để góp sức với Vũ cùng để lại cho thế hệ sau những cái vườn thuốc thật là ý nghĩa, thật là thiết thực, có thuốc để trị bệnh hiểm nghèo cho bà con, và nó ổn định cho các thầy thuốc an tâm mà có thuốc quý để chữa bệnh giúp. Thì hiện tại thì ví dụ như ở Tây Y thì chữa bệnh, một số bệnh có thể chữa được, tuy nhiên một số bệnh mãn tính là không chữa được. Thì ở bên thuốc Nam mình nó bổ sung, nó có những cái vị thuốc, những cây thuốc nó có thể hỗ trợ điều trị hết khỏi những cái bệnh mãn tính đó, thì giúp cho người nghèo là có cơ may sống còn, để bảo vệ mạng sống, hạnh phúc gia đình của mình. Thì ở đây Vũ xin tri ân và cảm tạ tất cả những sự trợ duyên, dù lớn hay nhỏ, dù nhiều hay ít, cùng đồng hành với Vũ. Thì tri ân và cảm tạ công đức, kính chúc tất cả sức khỏe, may mắn, an lành, thành công. Trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, an lành. Và hy vọng thêm nữa là các bạn xem kênh, đăng ký kênh, ủng hộ kênh, chia sẻ kênh để nhà thuốc, để cái kênh của mình có thêm cái điều kiện để có chi phí quảng cáo từ YouTube, để YouTube nó gửi về mình lấy đó đổ xăng để đi tầm thuốc cho bà con ha. Nhà thuốc mình là ở tổ 5 khóm Chợ Sư, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hút thuốc chính là ngày chủ nhật, các ngày khác là chỉ hẹn khi thời gian rảnh. Bà con ở xa không tới được thì bấm lấy ngón tay bấm vô tiêu đề liếc để xem hướng dẫn, làm theo hướng dẫn nha. Mến chào bà con. Này ngày 9 tháng 9 hai anh em mình kéo cái bồn lên núi thôi, giờ kéo một cái trước còn cái nữa ở nhà, kéo lên núi rồi khiêng lên chầu nha. Có hai anh em thôi thì không biết nổi không, chắc nó cũng nhẹ, kéo lên đất bạch văn trên đây để trữ nước, có mưa là trữ nước tranh thủ để an ninh cái nguồn nước tưới. Bây giờ mưa gió thất thường lắm, giờ là bắt đầu khiêng lên nè. Sau 4 phút thì hịch hai huynh đệ mình cũng dắt lên được rồi, nhưng mà thở hơi nhiều một chút. Bỏ nhà luôn vì an ninh nước bây giờ, để ngoài sợ không an ninh ha. Mình quyết định để trong nhà luôn, gia cố lại cái bồn máy nóc này, nó bảo hành 12 năm giờ mình để trong nhà là có thể nó lên 15 năm á. Giờ mình đèn cái, mình đèn cái qua cửa không được à, cái cửa này làm có 1 mét thì cái bồn 1m2. Đem cái bồn 2 khối vô cái chòi luôn, bây giờ để trong đây cho nó an ninh đi, để nó không có mưa gió, không có nắng nồi đó, không có mục, nó lâu mục, để ngoài nhiều khi nó không an ninh, tại mình không có thường xuyên ở trên núi. Để mình lôi nó vô một cái rồi, nó còn một cái nữa.
quá tốt quý vị ơi. Mới đem cái bồn lên lên núi thôi ha, một cái thôi mà trời đã mưa nè. Này anh em mình quyết tâm là trữ nước để có nước mà tưới thuốc mùa hạn nha, để thôi trồng công sức biết bao nhiêu quá mà tới mùa hạn nó chết hết trơn đau lòng đó, mà nó chết hoài vậy biết chừng nào mà có cái cây thuốc giống thuốc mẫu, có cái cây thuốc mà sau này để thế hệ sau xài. Kéo gạch đá lên mà xe ba gác chạy không nổi, giờ gác bớt nó mới lên dốc nổi, làm cái chân bồn nữa vậy. Chứ để trong nhà hai cái không được à. Chưa giờ mình đi dạy ha, anh em vác đá với xi măng cát rồi lên xây ha. Thì cái chân để cái bồn ở phía ngoài. Thợ này không biết học nghề ở đâu mà thấy. Không phải đâu, thợ người ta xây ngay là nó bình thường. Thấy đọc lạ. Thấy đọc lạ luôn. Rồi xéo xéo vậy rồi nửa chim lên hả? Chuyện đó ông bên đây ngoài nó ngay ra nữa, ông đục ông cắn đục nhẹ ra xuống rồi. Dạ hả? Ừ. Tại đâu có thước kéo. Dạ. Cái tay giác không? Giác bằng tay không hả? À? Ừ. Thợ dữ luôn. Đâu gặp cái show điện hồ thấy nổi ông. Đâu chưa điện hồ đâu. Có. Hả? Trời ơi, lấy cái thao của thằng cốt cứt bò mấy triệu à. Thợ dữ không nổi. Ủa nữa để cái bột nằm hướng nào ta? Để xuôi. Xuôi rồi nè. Gì hả? Cho ngóc đầu lên hả? Cái gì? Cho ngóc cái đầu lên hả gì? Nè, nằm ngang đây hay nằm xuôi xuống? Thì nằm giống cái đó, nằm ngang vậy đó. À, vậy hả? Nằm tư dài mét rưỡi. Nghiêng chút cũng có sao đâu hả? Cái gì? Nghiêng chút cũng có sao đâu hả? Bị nó ra, cái chân nó bằng hết là ok à. Ừ. Em biết mấy ông thiết kế sao thiết kế. Cái phao đổi chút thôi làm gì. Ừ, bảo hành sao nó bảo hành. Cái bồn người ta bảo hành 12 năm đó. Giữ luôn rồi. Không phải là thợ nào làm cũng được vậy đâu. Ừ. Giỡn gì gần cái gì đó. Thấy làm mà chưa giờ ông trời ông đâu có mưa nữa hả? Tối nay mưa nữa đó. Hôm nay chắc về lấy rượu cho bớt rồi chứ. Không biết có chừng à. Gộp vô anh, gom cho hết đi, em chán cái này cái rồi rồi. Hả? Cái này cũng 5 giờ mấy rồi đó. Anh em xây cái bể đó để đưa cái còn cái bồn còn lại nè, đưa lên để phía trước, tại vì hai cái bồn để trong chầu sợ nó nặng cái chầu nhé. Cho nên là mấy anh em gắng cố gắng bữa nay là xây cho hoàn thành cái chân để ngày mai mình chở cái bồn này lên là để trên cái nền mà anh em xây vừa xây xong đó. Dạ quý vị và các bạn thân mến nha. Thì anh em mình nỗ lực trong cái khả năng của mình, cái công việc nhỏ bé của mình thôi, nhưng mà cái mục đích của mình là hướng tới là quyết tâm để mà có được cái nước tưới để bảo tồn cho được những cái dây thuốc quý, để sau này mình còn có những cái dây thuốc quý mà mình xem cho những thế hệ trẻ sau này tiến lên để xem, để nhân rộng ra, để có thuốc quý để giúp chữa được những cái bệnh mà nói chung là mấy cái bệnh mà gọi là bệnh mãn tính, để giúp bà con mình đỡ tốn tiền bạc, đỡ tổn hao sức khỏe. Thì đó là cái mục tiêu mà cái kênh Thầy Vũ Thuốc Nam hướng tới, muốn chia sẻ những cái cây thuốc, những cái bài thuốc quý đến quý bà con xa gần. Thì cũng rất được, mong là được quý bà con yêu mến, chia sẻ để đồng hành cùng nhà thuốc. Một cái lượt like, một lượt chia sẻ của quý vị là để giúp tăng thêm cái tiền quảng cáo để anh em mình có nhiều chi phí đi lấy thuốc. Về thì sẽ phục vụ hỗ trợ bà con ở xa nhiều hơn. Thì cái nhà thuốc Chi hội Đông Y khóm Chợ Sư, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên là hút thuốc chính là ngày Chủ Nhật. Các ngày khác là chỉ hẹn khi có thời gian và còn thuốc. Thì bà con muốn đến nhà thuốc thì nhà thuốc làm việc trực tiếp vào ngày Chủ Nhật. Bà con biết Châu Đốc thì bà con sẽ đi vào 6 cây số, đi vào tới miễu bà Chúa Xứ Núi Sam. Tới miễu bà Chúa Xứ Núi Sam mình hỏi đường vô Nhà Bàng 15 cây số nữa là tới chợ Nhà Bàng.
tới chợ Nhà Bàn bà con hỏi cái nhà thuốc thầy Vũ, người ta sẽ chỉ mình lên đường lên ha. Mình làm việc trực tiếp, bệnh mới thì bà con nên đến vào ngày Chủ Nhật, còn mình chỉ hẹn những cái bệnh cũ vào các cái ngày thứ và thời gian rảnh. Thì mình biết bệnh cũ mình biết thì mình mới chuẩn bị thuốc được ha. Thì hiện tại ví dụ như qua cái ngày Chủ Nhật hốt thuốc là cái lượng thuốc nó đã hao hụt, nó đã giảm rất là nhiều, nó không có đủ thuốc để phục vụ bà con ha. Cho nên bà con tới ngày thường là khó mà giúp bà con được. Thì thôi, trước khi dứt lời thì kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, an lành. Nhớ đồng hành ủng hộ nhà thuốc, ủng hộ kênh thầy Vũ Phước Nam nha quý vị ơi. Mến chào tạm biệt.